Em đã suy nghĩ về chuyện của Ngọc Lành. Anh có biết cô ta nói gì với em không? Cô ta nói là anh thích cô ta. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Hân à, anh rất yêu em. Không ai có thể thay thế được em đâu. Em hiểu rõ điều đó không? Anh Tùng. Làm phiền anh quá, nhờ anh chở đi lấy thuốc. Không sao đâu, anh rảnh mà. Dạo này em còn bị xuyễn không? Dạo này em đỡ rồi. Chị Hân kìa anh. Vậy là hết câu chuyện rồi đó. Ủa, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Đến gọi điện thoại thử coi. Ồ. Em có điện thoại chờ em chút nha. Ờ. Anh hả? Em đang ở đâu vậy? Dạ, em đang uống cà phê với bạn. Bạn nào anh có quen không? À, em uống với Bảo Như á. Anh, em có tin này vui lắm, em muốn báo cho anh biết nè. Anh nghe không? Alo. Alo, anh. Trời ơi, điện thoại em hết pin. Sao tự nhiên tắt máy vậy? Chắc hai người đang bàn chuyện công việc, sợ anh làm phiền nên chị mới tắt máy. Em đó nghe. Nhìn hai người cười giỡn như vậy thì bàn công việc cái gì? Anh nghĩ chị Hân thay lòng với anh sao? Chắc không có đâu. Chị yêu anh lắm mà. Nhưng mà cũng khó nói. Thấy ông sếp đó hình như có ý đồ với chị Hân hay sao á. Chị xinh đẹp, lại tài giỏi, con trai nào mà không thích. Ngày nào cũng làm việc chung giáp mặt nhau vậy, dễ phát sinh tình cảm lắm. Lên xe đi em. Này vui lắm nè. Tin gì? Anh qua đây ngồi đi, ngồi xuống đêm nói cho nghe. Anh phải bình tĩnh nghe nha. Em là một trong ba người được Pháp chọn đi du học 3 năm. Em nói gì? Em đi Pháp 3 năm hả? Ừ. Em đi rồi còn anh thì sao? Chúng ta đang yêu nhau mà. Bây giờ em nói em đi qua Pháp học 3 năm, rồi em để anh ở đây một mình sao? Nói như là mình sắp chia tay vậy. Em đi có 3 năm thôi. Bây giờ là thời đại thông tin. Ví dụ như anh muốn nói chuyện với em, anh có thể chat với em. Còn nếu như mà anh nhớ em, muốn nhìn thấy em thì anh mở webcam lên là thấy em rồi. Chẳng lẽ anh muốn nắm tay em, anh muốn hôn em thì anh phải cầm cái bàn phím máy vi tính, hay là anh hôn màn hình máy vi tính à? Anh không muốn em đi hả? Hân à, em đâu có cần phải đi qua Pháp xa xôi như vậy. Nếu thật sự em có khả năng thì ở Việt Nam em có phát triển được vậy. Anh lý luận gì kỳ vậy? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Lúc học tiểu học, anh cũng đã học câu này rồi mà. Hay là anh ích kỷ với em? Đúng, anh yêu em. Em nói anh ích kỷ, anh cũng chấp nhận. Qua Pháp đó là ước mơ của em. Anh là bạn trai của em, anh phải ủng hộ em chứ. Thật sự 3 năm lâu quá, anh không muốn xa em. Hân à, em đừng đi được không? Để lúc khác mình nói chuyện. Ủa, về rồi đó hả con? Thưa mẹ, con mới về. Ủa dì Châu, dì mới lên hả? Ờ, dì mới lên. Sao rồi? Ngồi xuống đây dì hỏi chuyện chút coi. Dạ. Đi làm về mệt hả? Sao mặt mày phờ phạc vậy con? Nó mệt vì tình thì có.
Mẹ, con Lành nó còn để quên vài bộ đồ, hôm nào con rảnh con đem qua tiệm phở giùm nó cho mẹ nghe. Con không muốn gặp người đó đâu. Con Lành nó ở đây hả? Không gì, cô ấy đã mới dọn đi rồi. Sao chị lại cho hàng người đó ở đây? Đuổi nó ra khỏi nhà là đúng rồi, chứa nó trong nhà chi cho rước quả vào thân. Ờ, dì nói vậy là sao? Nội ơi, con nói nội nghe này nè, con thấy con phục anh Tùng dễ sợ luôn vậy đó. Nội biết sao không, đồ ăn nhà mình lúc nào cũng phong phú nhiều chất dinh dưỡng, vậy mà con không thấy ảnh mập. Con mới ăn đây mới có mấy hôm mà con lên ký rồi đó. Trời, anh hai, sao giờ này không thấy chị Hân vô nhà mình chơi nữa? Không có Ngọc Hân thì có Ngọc Lành rồi đó. Bộ ba người đó chơi trò tình tay ba hả? Cái chiêu mà mua chuộc tình cảm người nhà của Ngọc Lành quá cao siêu. Kìa kìa, đó, hai người nhìn đó, đi, nhìn thấy rõ không? Bà nội mà mỗi lần gặp thấy Lành á, cứ như là mùa xuân. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Con mới gói lần đầu tiên mà con gói vậy là hay lắm rồi đó nè. Hả? Ai vậy ta? Ai vậy? Để chị mở cửa. Em thấy là vui quá. Quá vui. Tùng ơi, có Ngọc Hân qua kiếm em nè. Dạ, dạ. Mời dì ngồi. Anh Tùng. Ủa, sao qua đây không mua điện thoại anh trước? Em... Ủa, dì Châu, dì mới lên hả? Ủa, còn nhớ dì hả? Nhớ chứ sao không. Lúc con về quê á, dì cho con uống nước dừa quá trời luôn, làm sao mà con quên được. Dì có mang ít kẹo dừa và bánh tráng sữa gửi gia đình ha. Dạ, con cảm ơn dì. Thưa bà con mới qua. Thưa bác con mới qua. Dì Châu ơi, con giới thiệu đây là nội của con, còn đây là mẹ của con. Dạ chào chị. Anh Tùng. Dì Châu qua đây muốn nói sự thật về Ngọc Lành. Anh Tùng ơi. Ngọc Lành. Anh Tùng. Dì, dì lớn hồi nào vậy? Buông tay ra. Tao với mày có thân thiết gì đâu mà nắm tay nắm chân. Các em ở đây cũng hay lắm. Con muốn nói với mọi người về chuyện mà đang bị mất tiền. Chuyện đã xong rồi mà, em nhắc lại chứ vậy? Thật sự Ngọc Lành là người nói láo. Nhìn bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hiền lành yếu đuối, nhưng bản chất rất là xấu xa. Chị không ngờ em ăn cắp tiền của dì Năm, và lại càng không ngờ bà ngoại của em cũng hại chết nữa. Dì, ở đây là nhà người ta, mình ra ngoài nói chuyện đi. Hay là mày sợ tao muốn vạch mặt mày ra cho mọi người thấy bản chất thật của mày là gì? Mọi người đừng có tin con này. Bề ngoài nó tỏ vẻ yếu đuối, nhưng mà nó giả bộ đó. Chỉ vì miếng đất có mấy chục triệu mà nó nhẫn tâm ngược đãi bà ngoại đó cho đến chết. Nếu con ngược đãi bà con, sao vậy không báo lên chính quyền địa phương? Nè, nhưng mà sao ngoại con chết? Nội à, bà ngoại của con bị bệnh đản trí, hay đi lang thang trong xóm. Một hôm dì con đi giặt đồ thuê về nhà rất là trễ, chính đêm đó bà con đã bị té ao mà chết. Đến sáng hôm sau mới vớt được xác của bà con. Tất cả là lỗi của con. Nếu con mà về sớm thì bà đâu có chết. Đúng rồi, mày là đứa cháu ngoan lắm. Trong khi bà ngoại mày chưa yên mồ mả, cái mảnh đất chôn bà ngoại mày á thì mày đem mày bán, còn bà ngoại mày thì mày đem quả táng mày lấy cốt mày bỏ vô chùa. Mấy người thử xem nó có hiếu hay không. Dì ơi, dì cũng biết là má con trước khi sang Campuchia đã mang một số nợ lớn mà. Lúc đó con phải gánh món nợ đó. Thật sự miếng đất để chôn cất bà con phải bán để trả nợ. Con nghĩ vong linh của bà con sẽ không trách con đâu. Mày nói cao thượng quá. Con à,
Con đừng có bị nó dụ nha. Cái con này nè, nó mưu ma trước quỷ lắm đó. Nó cố ý phá hoại tình cảm của con với con Hân đó. Hân nói những điều này với dì sao? Con không tin hả? Dì dẫn con xuống nhà bà ngoại nó, hỏi bà con hàng xóm xem con nó là loại người như thế nào. Tất cả là bịa đặt. Con biết con chỉ là cháu họ của dì thôi. Chị Hân mới là cháu ruột. Nhưng con xin dì, dì đừng có nói những điều sai trái trước mặt mọi người như vậy. Tao mà nói sai nửa lời sự thật cho Thiên Lôi giáng búa tao nè. Chị Hân, em xin chị mà, chị đừng tra tấn tinh thần của em như vậy nữa. Em biết chị ghét em vì em thích anh Tùng, nhưng thích một người đâu có gì là sai đâu chị. Chị đừng hết vô ăn cho em hết lần này đến lần khác nghe chị. Em mệt mỏi tinh thần lắm rồi, chị tha cho em đi. Mọi người đừng có tin, nó là con quỷ đội lốt người. Nó vào nhà mấy người là chắc chắn nó có mưu đồ đó. Hân à, con làm ơn con đưa người đàn bà này ra khỏi nhà bà ngay. Gia đình của bà đang yên tĩnh mà, tự nhiên con dẫn người đàn bà này tới la lối ồn ào vậy, rồi hàng xóm người ta nghe được, người ta nghĩ sao về gia đình bà hả con? Bà, cô ta xấu lắm, bà đừng có tin cô ta. Bà chỉ tin những gì bà thấy trước mắt bà thôi. Bà hỏi con nè, lúc bà bị say nắng ngoài đường á, nó có biết bà là ai đâu. Nó vẫn lo cho bà, săn sóc bà. Bà hỏi con nha, một cô gái tốt bụng như vậy, làm sao nó bạc đãi bà ngoại nó như vậy chứ? Lòng dạ cô ta khó lường lắm, con chỉ sợ cô ta làm hại gia đình mình thôi. Nè, chuyện của gia đình bà, bà không muốn người ngoài xen vào. Con á, con làm ơn đưa dì con về đi. Thôi đi, người ta không có tin chúng ta đâu. Về đi con. Rồi đây mấy người á, trước sau gì cũng hối hận vì trước cái con nhỏ này ở trong nhà. Đi. Vào đi. Ủa mẹ, mẹ chưa ngủ hả? Mẹ định đi ngủ rồi, nhưng mà thấy phòng con còn sáng đèn nên mẹ qua đây nói chuyện với con một tí. Con còn nghĩ đến chuyện hồi nãy hả? Con thật sự không hiểu Ngọc Hân đang nghĩ gì. Thật ra cái chuyện giữa Ngọc Hân và Ngọc Lành hồi nãy chỉ có hai người đó biết mà thôi. Chúng ta là người ngoài, chúng ta cũng không biết ai đúng ai sai hết trơn á. Nhưng mà mẹ biết bao giờ tình yêu cũng ích kỷ hết á. Mẹ chỉ muốn biết giữa hai người con gái đó, con yêu ai vậy? Tất nhiên là Ngọc Hân mà mẹ. Như vậy thì được rồi. Thật ra thì nhiều lúc cãi giả với nhau cũng là một cơ hội tốt để có thể phát hiện được khuyết điểm của đối phương. Con à, nếu mà con bình tĩnh suy nghĩ lại, học cách hàn gắn vết rạn, thì mỗi lần cãi giả là một lần tăng thêm cơ hội để hai đứa có thể hiểu nhau sâu sắc hơn, khoan dung hơn. Nhờ vậy sẽ giúp tình yêu của hai đứa bền lâu hơn nữa đó. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Em vẫn chưa quyết định sao? Em vẫn đang suy nghĩ. Anh thật không hiểu. Trước kia em nói đi Pháp là một ước mơ lớn nhất của em, vậy mà giờ em lại đắn đo suy nghĩ. Bộ em có vấn đề gì sao? Đây là một cơ hội tốt để phát triển nghề nghiệp của em. Nếu em bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Anh cho em chút thời gian đi.
Ủa bị gì vậy em? Bụi, bụi bay vô mắt em. Để anh. Nè, hai người làm gì vậy hả? Anh làm cái gì vậy? Tôi hỏi hai người đã làm gì mới đúng đó. Em bị bụi bay vô mắt, anh luôn giúp em thổi ra thôi mà. Anh luôn, em xin lỗi nha. Không sao, em suy nghĩ về chuyến đi qua Pháp đi. Anh rất muốn cả hai chúng ta cùng qua bên đó. Thôi, anh về nha. Có anh ta đi nữa hả? Anh nghĩ đi, em đi qua đó có một thân một mình, đất lạ xứ người. Anh luôn qua đó chỉ để giúp em chuyện ăn ở thôi mà. Tốt dữ vậy đó hả? Vậy chứ anh nghĩ anh luôn có tình ý gì với em hả? Em đi qua Pháp 3 năm mà anh thấy em chẳng có lưu luyến một chút gì về tình cảm của chúng ta cả. Vấn đề ở đây không phải là chuyện mà em đi qua Pháp hay không, mà vấn đề ở đây chính là chuyện anh không tin tưởng em khi mà em đi chung với anh luôn. Em nói thật, ngay cả khi em nói chuyện của Ngọc Lành, anh cũng chỉ tin một mình cô ta thôi, chứ anh không bao giờ anh tin em cả. Sao chuyện của chúng ta mà em lại đem Ngọc Lành vào đây hả? Anh đã nói với em rồi mà, anh và Ngọc Lành không có gì cả, và mãi mãi sẽ không có gì. Em là người anh yêu, em đừng cố ghen mù quáng rồi đổ hết tội lỗi cho Ngọc Lành được không? Anh nghĩ em là người như vậy à? Em vạch mặt cô ta bởi vì em không muốn gia đình anh bị gạt, chứ không phải là vì em ích kỷ trong tình yêu. Đi qua Pháp đó là ước mơ của em, đây là cơ hội duy nhất của em. Anh bắt em phải từ bỏ nó hay sao? Nhưng làm sao anh có thể an tâm để em đi qua nước Pháp xa xôi với một người đàn ông khác? Anh không tin em à? Anh rất tin em, nhưng mà anh không tin cái người đó. Anh đừng có mở miệng ra là nói người này người nọ được không? Anh luôn là người rất đàng hoàng với em, chỉ có mình anh là suy nghĩ lệch lạc thôi. Lệch lạc? Anh hỏi em, lúc ở quán cà phê á, anh gọi điện thoại cho em á, anh hỏi là em đi với ai, em nói là em đi với Bảo Như. Nhưng mà anh thấy em lại đi với người đó, sao em lại nói dối anh hả? Thì tại vì em sợ anh không thích cho nên mới nói như vậy. Ok, bỏ qua chuyện này hết đi, coi như không xảy ra chuyện gì. Chúng ta nên nói vấn đề chính á, là em có đi qua Pháp hay không. Nếu như em thực sự yêu anh á, thì em đừng đi qua Pháp nữa. Còn nếu như em đi qua Pháp á, thì coi như em không trân trọng mối tình này. Anh cho em hai lựa chọn, một là anh, còn hai á là em đi du học. Nhưng mà chúng ta sẽ chia tay. Trước khi gặp anh, em thật sự rất là phân vân, không biết là mình có nên đi hay không. Và bây giờ em đã có câu trả lời, em sẽ đi Pháp. Khỏi, cảm ơn anh. Sao Hân sang Pháp mà anh không ra tiễn nó? Lúc nó ra sân bay nó buồn lắm đó. Trước khi đi nó gửi cho anh lá thư này nè. Em về nghe. Chưa khó khăn vẫn chờ ta phía trước.
cưới anh. Khi em quyết định lựa chọn sang Pháp du học, có lẽ làm cho anh đau lòng lắm. Nhưng em nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất để giải quyết vấn đề của chúng ta mắc phải. Vì em sợ rằng không công bằng tình yêu mà anh dành cho em. Khi đến với anh là lúc em vừa chia tay Nam Khánh. Em luôn tự hỏi, nói lời yêu anh hay em đang cố để xóa đi nỗi đau lúc mới chia tay. Khoảng thời gian bên anh là những giây phút em vui nhất. Anh có biết điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là niềm tin không? Không có niềm tin thì chúng ta không thể tìm được tiếng nói chung. 3 năm sẽ là câu trả lời cho chúng ta. Nếu sau 3 năm em vẫn chưa gặp anh, có lẽ em vẫn chưa đủ can đảm để đối diện vấn đề chúng ta mắc phải. Em xin chúc anh hạnh phúc bên người mới. Sao em biết anh ở đây? Em sợ anh có chuyện gì nên đi theo xem sao. Anh đâu có gì đâu. Nhìn mặt anh buồn lắm. Anh cứ nói với em đi. Em chia sẻ với anh mà. Ngọc Lanh à, anh được quý tình cảm của em dành cho anh. Nhưng mà anh chỉ xem em như người bạn thôi. Em đừng có như vậy mà. Anh có thể không chấp nhận tình yêu của em, nhưng anh không có quyền cấm em yêu anh. Anh có gì đâu mà để em yêu. Nếu trả lời được thì còn gọi gì là tình yêu nữa anh. Em không sao đâu. Em về làm việc đây. Lành á. Khóc đi đi. Trời ơi, sao chị hung dữ quá vậy? Ngọc Lành, áo dính gì vậy? Hồi nãy đứa nhỏ ăn kem đụng trúng em. Nó làm dơ áo em vậy, em có la nó không? La gì anh, con nít mà. Nó nghịch vậy đó. Em còn mua kem cho nó nữa. Em cũng tốt ghê á. Em đi vô thay đồ anh. Đi làm. Anh hai. Anh hai. Em không ngờ trên đời này hả lại có một người gian xảo như vậy. Cô ta nói xạo mà mặt mày tỉnh bơ. Y như là nói thiệt. Lúc mà anh em mình á gặp cô ta la đứa bé ngoài đường á thì thái độ rất là hung dữ đáng sợ. Nhưng mà khi về đến tiệm á thì lại trở thành hiền lành như là không có gì hết. Giả nai mà. Con nhỏ này á đúng là hai mặt đó anh hai. Anh với em á phải về kể cho mọi người nghe chuyện này. Có khi những lời gì của Ngọc Hân nói về Ngọc Lành á là sự thật sao? Mình nên đề phòng cảnh giác. Kẻo dẫn xấu về nhà mà mình lại không biết. Chính xác luôn á. Ngọc. Dạ. Nguyệt. Dạ. Hai đứa con là người trong nhà. Con Lành á là khách tới chơi. Mà nó rửa chén vậy hai đứa không phụ không thấy kỳ hả? Kỳ gì nội. Trời ơi. Con Lành dù sao á nó cũng sắp làm người nhà của mình rồi. Khách gì nữa? Phải không Quý Tùng? Thôi để con vô con nồi chè nha má. Nếu thấy được á múc cho người chén nha con. Dạ. Trời ơi,
Bây giờ con vô phụ mẹ con nha nội. Ừ. Nịnh dễ sợ luôn. Vợ yêu. Trời ơi, cái gì mà toàn mùi bia rượu không vậy? Vợ hỏi kỳ. Đi nhậu á là phải có cái mùi nhậu, mà uống bia thì phải có cái mùi bia, đúng không? Trời ơi, cái mùi bia rượu nồng nặc như vậy hả? Một lát đừng nằm kế tôi nha. Nằm kế tôi á hả, là tôi đẩy xuống giường á. Vợ yêu ơi, cho hôn vợ cái, yêu vợ lắm đó. Thôi 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 thôi, thôi. Văng ra. Ê Tùng. I love you em. Nè, cho anh hôn cái nha. Ủa nội, nội biết không? Trời. Con cũng yêu nội lắm á. Nội cho con hôn cái. Thôi xài xỉn quá, nó nhảm không à. Nguyệt, đưa lên phòng nghỉ đi con. Cởi cởi. Con mà xỉn cái gì? Mấy cái thằng đó mà mỗi một thằng con chấp 10 thằng luôn cũng không thể nào mà hạ gục con được. À bà nội à, à nội muốn ăn cái gì ngày mai con sẽ mua cho nội. Rồi đi nghỉ đi rồi mai mua cho nội ăn. Không, nội cứ gạt con. Nội muốn ăn cái gì nội cứ nói đi. Mai tỉnh đi rồi nội nói. Đi lên nghỉ đi. Vậy mai nội nói nha nội. Ừ. Con đi lên ngủ đây. Nhớ nói nha nội. Ừ. Trời coi đó, coi đó. Trời ơi. Thiệt là hết nói nổi luôn á. Rồi cả nhà mình ăn chè nè. Chè đến rồi, chè nóng đến rồi. Mời cả nhà cùng ăn nè. Mời cả nhà cùng ăn nè. Chén đầu tiên ngon mời thiệt mẹ. Ngon là mời nội nè. Hình như mẹ nghe cái giọng quý nhân phải không con? Lành lành dạ. Vô đi ngồi với nội nè con. Con ông nhậu sai đi, bí tỉ về nội, con thấy đường đi luôn. Hả? Con mới bắt lên lầu rồi mà. Vậy hả? Vô đi con. Vô ngồi đi. Nội. Nội làm con ngại quá à. Anh hai đâu rồi chị hai? Xỉn lên lầu rồi. Hả? Xỉn rồi hả? Ừ. Trời ơi, em có chuyện muốn nói với ổng nè. Giờ ổng xỉn sao rồi nói. Bộ hai đứa có âm mưu gì hả? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Thôi để có gì ngày mai con kể cho cả nhà mình cùng nghe. Nội ơi, hình như là trời sắp mưa rồi. Chắc để con lên xào con lấy đồ xuống. Ờ đi đi con. Dạ. Nội, con lành nó nhanh nhẹn dễ thương quá ha. Ai mà cưới được nó chắc là có phước lắm á nội. Đúng là dâu hiền dâu thảo mà. Chị muốn em có vợ sớm á, để chị bớt được khó công việc chứ gì. Em á cũng may mắn lắm á. Con lành nó thương em á, cho nên mới lo lắng cho cả nhà vậy đó. Vậy? Ê, chuyện gì vậy cà? Buông tôi ra. Anh buông ra đây. Thật ra là chuyện gì xảy ra vậy con? Lúc con đi lên lầu lấy đồ rồi đi ngang qua phòng anh Nhân thì anh Nhân kéo con vô phòng. Con cố chống cự mà anh Nhân. Thằng Nhân thiệt là bậy bạ quá. Nó sai chắc nó cũng không biết gì đâu con. Thôi bà thay mặt Nhân bà xin lỗi con nha. Ông có sai cách mấy thì cũng phải có ba phần tỉnh chứ nội. Hãy
Chào nội, chào mẹ, chào cả nhà. Anh hãy ăn sáng đi. Ủa, sao mặt mày ai cũng bí xị hết trơn à? Có chuyện gì hả nội? Hay là đêm qua cả nhà mất ngủ? Con nói đúng đó. Tất cả mọi người ở nhà này mất ngủ vì con á. Sao lại tại con nội? Đêm qua con làm gì con không nhớ hả? Đêm qua con đi nhậu về rồi lên phòng ngủ tới giờ này luôn mà. Anh có biết đêm qua anh làm gì Ngọc Lanh không? Ngọc Lanh? Anh làm gì? Con đó, uống rượu say rồi về là bậy con Lành à. Mai là cả nhà vô kịp á, không thì lớn chuyện rồi. Con Ngọc Lành nó tốt bụng nó bỏ qua, nếu mà nó làm khó là con không xong đâu đó. Anh thật sự là không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh uống rượu say và cũng không biết mình làm gì nữa. Vợ à, anh xin lỗi em mà. Tùng à, anh em sao rồi? Không biết có phải do em số khổ hay không nữa. Báo hại anh chia tay với chị Hân, giờ anh lại bất hòa với anh Nhân nữa. Em đừng có gì cũng ôm vào người hết, đó không phải là lỗi của em đâu. Chia tay với Hân á là tại vì anh và Hưng có nhiều mâu thuẫn. Còn chuyện tối hôm qua, đó rõ ràng là lỗi anh Nhân. Em biết tối hôm qua anh Nhân uống rượu say nên mới làm chuyện đó thôi. Uống rượu say á thì muốn làm gì thì làm sao? Thôi, cứ coi như tối qua không có chuyện gì đi anh. Em không muốn gì em mà anh với anh Nhân bất hòa đâu. Con, vô ăn cơm luôn đi con. Thôi, con hơi mệt. Mọi người cứ ăn đi, lát con ăn sau. Dạ, con chào cả nhà. Dạ. Dạ, hôm nay con chào mọi người. Cô dẫn bạn con về ăn cơm. Ừ. Vô ngồi đi em. Trời đất ơi, bữa nay Nghĩa dẫn bạn gái về ăn cơm nữa hả con? Bạn tôi mà nói. Con nhận ra bác gái rồi. Bác là cô Diệu Hoa hay nói ăn trên tivi phải không? Con cũng có xem chương trình đó nữa hả? Dạ. Nhưng mà sao bác ở ngoài già hơn trong hình thì phải? Chắc tại lên hình có trang điểm nên coi bác trẻ hơn chút. Dạ. Chị là chị Ngọc phải không?
Bộ chị cũng già lắm hả em? Dạ không, chị dễ thương lắm. Vậy hả? Cảm ơn. Sướng nha. Còn anh á, là anh ba của Quý Nghĩa. Dạ, em chào anh. Vậy em biết rồi, chắc chắn chị kế bên là chị Ngọc Hân. Hả? Em nghe Nghĩa nói á, chị là nhà thiết kế thời trang. Chị ơi, rảnh chị em mình shopping nha. Là ông ơi Linh. Đây á, là chị Ngọc Lành. Em xin lỗi chị. Em nhận lầm. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi. Quá, wow, nhiều món ăn quá. Để con thử nha. Sao thịt kho tiêu mặn quá vậy? Bác ơi, sao gà kho gừng ngọt vậy? Mấy món này bác nấu hả? Chị nấu đó cưng. Bộ dở lắm hả? Để chị ăn thử coi. Đâu có đâu. Chị thấy cũng được mà. Chắc là tại cưng kén ăn quá đó. Cũng được, nghĩa là vẫn chưa có ngon. Em kể mọi người nghe chuyện này nha. Ở xóm em á, có cái bà kia suốt ngày cứ xí soạn làm đẹp không à. Cho nên á, ông chồng đi làm về mệt mỏi, muốn có bữa ăn cơm ngon cũng không có nữa. Vậy nên ông ra ngoài tiệm ông ăn. Ăn riết rồi cái cặp bồ với bà chủ tiệm cơm luôn. Bởi vậy người ta mới nói á, nấu bữa cơm ngon để buộc chặt cái ông chồng là đúng mà. Bác thấy là tại bà vợ kia chưa làm tròn bổn phận làm vợ thôi. Nhưng nếu ngày nào bà cũng xuống bếp nấu cho chồng con ăn á, thì cho dù có dở một tí á, nhưng mà có lòng nấu cho chồng con ăn á, thì dĩ nhiên là không có chuyện đó xảy ra đâu. Dạ bác nói đúng á, con cũng thích nấu ăn lắm bác. Sau này bác dạy con nấu ăn nha. Nếu con muốn thì bác sẽ dạy. Dạ. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Con mời mọi người. Ăn đi anh. Ăn đi bác. Chị Ngọc, để phụ chị rửa chén nha. Thôi được rồi cưng, để đó chị làm cho. Không, em phụ chị được mà. Để em làm cho. Thôi, được rồi. Sao vậy lên? Em xin lỗi đi, em hút lại. Thôi được rồi, em đi ra ngoài giùm chị ha. Chị hút được rồi ha. Thôi, em hút được mà, để em hút phụ chị nha. Thôi được rồi, em đi ra ngoài giùm chị đi. Làm dữ vậy? Đẹp mà hung dữ quá. Em nói cái gì vậy? Ôi. Dạ, em không có nói gì hết. Nghe à, đưa bạn em ra ngoài chơi đi ha. Dạ, thôi đi em. Gì vậy em? Anh ơi, ra ngoài nói chuyện với em chút xíu đi. Gì vậy? Chị Nguyệt hết giận anh chưa? Anh à, bộ chuyện tối hôm qua anh không nhớ gì hết hả? Anh thề với em là anh không biết anh đã làm cái gì. Tự nhiên sáng nay mọi người nói là anh quấy rối Ngọc Lành, anh mới sững sờ ra chứ bộ. Nhưng mà Ngọc Lành nó nói là anh kéo cô ta vô phòng, xong rồi anh làm gì á? Anh thề với em á, anh không có. Em, chẳng lẽ em sống chung với anh bao nhiêu năm nay, em làm gái của anh, em không tin anh hả? Tin. Tin nên mới kéo anh ra đây nói chuyện nè. Em biết á, là anh yêu chị Nguyệt nhiều lắm. Mấy chuyện tày trời chắc anh không dám làm đâu hả? Đó. Mà anh hai nè,
Em không có tin Ngọc Lành đâu nha. Em cảm giác Ngọc Lành có cái gì đó không ổn. Hồi nãy lúc mà anh lên lầu á, cô nhìn anh cay cười mà cái nụ cười kỳ cục lắm nha. Đành là vậy, nhưng mà bây giờ anh có nói thì mọi người cũng không tin anh. Lúc đó là anh uống rượu say rồi anh về nhà. Rồi sao? Vô phòng khách anh gặp bà nội nè, thằng Tùng nè, rồi vợ anh nè. Nhưng mà tại vì anh say quá anh mới xin phép nội anh lên phòng anh nằm nghỉ. Mà cái lúc mà anh nằm á, anh mơ mơ màng màng thấy hình như là có ai kéo anh rồi giật anh gì đó. Đại khái là vậy. Chứ em nghĩ anh sai sai chứ đâu có khùng. Anh ừ? Có khi nào á chuyện tối hôm qua do Ngọc Lành nó giở trò không? Anh còn nhớ lời gì của chị Hân nói không? Ngọc Lành rất là ma mảnh, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt mục đích đó. Nhưng mà Ngọc Lành gài bẫy anh để làm cái gì? Trong khi bây giờ anh đâu còn cái gì nữa đâu. Sao hỏi em? Em có phải Ngọc Lành đâu mà hỏi. Sao biết được? Nè, mình cứ để từ từ coi Ngọc Lành giỡn cái trò gì. Anh nghĩ cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Trời ơi, đợi cái lâu ngày đó nó đâm anh lòi ruột rồi. Bây giờ mình phải cẩn thận với con nhỏ này. Thank you.